Đây là loại sân nước giá rẻ phù hợp nhất dành cho nhà cấp 4. Bạn đã ở gần khu vực ao phóng sinh, nhà của bạn đã cũ và bạn mong muốn sửa lại từng nhà để đón Tết. Các loại sân nước giá rẻ thông thường, khi bạn mua về sân lại từng nhà, bạn sơn xong, bạn chưa thể dọn vào ở ngay được bởi vì nó có mùi hôi, mùi hạt. Rất là nặng chì, rất là nặng tiếng Anh cái đó. Tuy nhiên, Zodun Zotala là một sản phẩm mà ông Ánh Sơn có thể giới thiệu cho các bạn cực kỳ phù hợp, bạn có thể dọn vào ở ngay sau khi mà sơn xong. Giá của nhà sản xuất đưa ra 1.382.000, giá của nguyên chương bán cho các bạn thông thường chiết khấu sơn khoảng 40% là 830.000. Cho tôi hỏi trong số các bạn, bạn nào mong muốn một cái giá thấp hơn, hãy comment ngay vào phần video để tôi cấp cho bạn một cái giá rẻ bất ngờ, nằm mơ không thấy mà bạn có thể tận dụng cái điều này cực kỳ, và nó chỉ diễn ra từ nay cho đến trước Tết. Đây là cái hậu tiệc để cho bạn có thể mua được sơn thương hiệu, sơn lại từ nhà mình và có một cái giá cực hời. Comment vào phần video ngay.